Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cũng là những ngày cuối tuần, thực sự đang có mặt tại Gia Cai quanh là một trong những phân khu đầu tiên của dự án Zeitgeist Nhà Bè, hay là có tên là GS Metrocity. Thì như cả nhà nhìn thấy về tiến độ của dự án đang rất là nhộn nhịp, và coi như là hiện tại chuẩn bị là vào phòng hơn một tuần nữa là tặng giao nhà cho khách hàng, và là tới buổi nhận từ góc màu nhà phố đầu tiên của dự án. Và mọi người cùng với bức sử mình là quay lại cam để cảm nhận tiến độ và là thân tốc của dự án này nhé. Rồi xin mời nào. Gia Cai Nhà Bè đánh dấu cuộc cách mạng về phong cách sống tinh tế và đẳng cấp đến từ GS E&C, nhà đầu tư hàng đầu Hàn Quốc về các dự án dân cư. Sản phẩm biệt thự mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý anh chị ngày hôm nay đó chính là căn biệt thự song lập với chiều ngang 9,5m và chiều dài 17m, xây dựng 2 lầu áp mái, đường trước nhà rộng 12m, hai mặt tiền trước và sau, căn nhà hướng Tây và Đông. Và bên cạnh đó, căn biệt thự còn được thiết kế bởi những thương hiệu nổi tiếng, ví dụ như là đơn vị xây dựng Hòa Bình, phần móng Đông Dương, mặt bằng tổng thể bắt mắt ETAW, Changzhou Architect DA Group, kiến trúc cảnh quan nội thất căn nhà, thiết kế siêu đẹp của ONG and ONG đến từ Singapore và thiết kế hạ tầng TEDI South. Theo quy hoạch của chủ đầu tư, dự án đại đô thị Gia Cai sẽ dành hơn 35 hecta xây dựng các tiện ích công cộng như là công trình giáo dục, trung tâm hành chính, trung tâm y tế và thương mại, 39 hecta sẽ làm công viên, cây xanh, 66 hecta phát triển đường giao thông đô thị và quảng trường. Và với tiện ích của dự án, ví dụ như là với Pocket Garden, hệ thống khu công viên tại dự án khu đô thị Zeitgeist Nhà Bè sẽ bao gồm 4 khu công viên, đó là công viên mùa đông, mùa hè, mùa thu và công viên ánh sáng. Dự án GS Metrocity Nhà Bè là một trong những dự án lớn trên thị trường bất động sản và đang được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng. GS Metrocity là khu đô thị lớn tầm cỡ phía nam Sài Gòn, với quy mô rộng lớn và lên đến 350 hecta, chú trọng vào chất lượng và kết cấu bền vững tiện sử dụng, đáp ứng nhu cầu của số đông đại chúng. Và đây sẽ là khu đô thị hội tụ các cư dân ưu tú, cộng đồng cư dân văn minh, thân thiện năng động và đảm bảo an ninh tuyệt đối, tạo nên một bức tranh cuộc sống sung túc, đầy đủ, bình yên và hạnh phúc. Do đó, hãy cùng chúng tôi tận hưởng sự khởi đầu tuyệt vời của một cuộc sống mới tại dự án. Khu dân cư Gia Cai Nhà Bè còn được đầu tư hoành tráng với nhiều tiện ích nội khu đa năng, đáp ứng các nhu cầu về thư giãn, vui chơi hay giải trí, ăn uống, mua sắm hàng ngày của cộng đồng cư dân tương lai. Và hệ thống công nghệ cao cũng sẽ được áp dụng cho việc quản lý và vận hành, do đó sẽ tạo được sự an tâm trong vấn đề chất lượng và tiện nghi cho quý khách hàng. Và để biết thêm thông tin chi tiết về bất động sản, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía bên dưới. Hay quý anh chị có nhu cầu ký gửi, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé. Đội ngũ chúng tôi sẽ luôn giải đáp mọi thắc mắc và trả lời mọi yêu cầu của quý khách hàng.